Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khoái Châu và Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Thành phố Hưng Yên sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hiến máu cứu người, nghĩa cử cao đẹp. Các trường trung học cơ sở tăng cường công tác giáo dục nghề nghiệp cho học sinh khối lớp 9. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khoái Châu và Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Dự hội nghị tại huyện Khoái Châu có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong quý 1, các cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác kịp thời. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản toàn huyện ước đạt 458 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 1.950 tỷ đồng, giá trị sản xuất thương mại dịch vụ ước đạt 1.660 tỷ đồng, đạt 25,27% kế hoạch năm. Trong quý 2 và những tháng cuối năm 2022, huyện Khoái Châu tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, bố trí kiện toàn cán bộ lãnh đạo huyện, cán bộ lãnh đạo quản lý ở một số cơ quan, đơn vị còn khuyết thiếu. Tập trung nắm bắt tình hình, giải quyết đơn thư kiến nghị của nhân dân, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, làm tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ người dân. Trong quý 1 năm 2022, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ ở cả năm mặt công tác, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt với dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kết nạp đảng cho trên 140 quần chúng ưu tú, thành lập được một chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2024 tại 16 cơ quan đơn vị. Trong quý 2, Đảng ủy khối và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh giao, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, tập trung tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chuyên đề dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 gắn với thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Hội nghị cũng tiến hành bầu chức danh chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh khóa 1 nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phạm Thị Kim Thúy thay cho đồng chí Vũ Viết Tiếng được luân chuyển phân công giữ chức trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối. Sáng ngày 6 tháng 4, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ khu phố Bạch Đằng Giang, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Chi bộ khu phố Đằng Giang hiện có 73 đảng viên, trong đó có 57 đảng viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Tại buổi sinh hoạt, sau khi đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 3, các đảng viên trong chi bộ đã trao đổi thảo luận thống nhất một số nhiệm vụ công tác trong tháng 4 như vận động cán bộ nhân dân ủng hộ quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh với đặc thù của chi bộ có nhiều đảng viên là cán bộ hưu trí, do đó cần nêu cao tính tiền phong gương mẫu của các đảng viên trong việc vận động người thân trong gia đình và nhân dân thực hiện các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, chú trọng tới công tác phát triển đảng viên mới, chuẩn bị cho đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024 thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 4, Nghị quyết số 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, cho phép các doanh nghiệp được nâng thời gian tổ chức cho người lao động làm thêm từ 40 giờ lên 60 giờ một tháng, nhưng không quá 300 giờ một năm. Đây được coi là giải pháp mở ra cơ hội cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn trong tổ chức sản xuất, ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực để phục hồi và phát triển sản xuất, thời kỳ thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19. Ngoài 8 giờ làm việc bình thường, khi công ty có nhu cầu đáp ứng tiến độ giao hàng cho đối tác, chị Nhớ đồng ý làm thêm 1,5 giờ mỗi ngày, thu nhập từ làm thêm giờ mỗi tháng của chị sẽ tăng trên 10%.
Một ngày em làm thêm giờ là 1 tiếng rưỡi. Một tiếng rưỡi đấy cái thu nhập của bọn em là tăng lên được 150%. Có nghĩa là bọn em ăn theo sản phẩm trong cái khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi đấy là bao nhiêu sản phẩm thì được nhân thêm 150% nữa. Thời gian qua, do có nhiều công nhân trong số gần 4.000 công nhân phải tạm nghỉ việc vì mắc Covid-19, nên đơn vị này có một số đơn hàng phải xin gia hạn thời gian giao hàng. Vì vậy, việc được tăng thời gian làm thêm lên 60 giờ một tháng sau khi trở lại trạng thái bình thường mới sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ giao hàng cho đối tác. Quy định mới này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp là cái bố trí, cái sắp xếp lao động nó thuận lợi hơn. Còn đối với doanh nghiệp chuyên sản xuất khẩu trang này, tuy không sử dụng nhiều lao động vì quy trình chủ yếu là tự động hóa, nhưng việc được nới trần làm thêm giờ cũng sẽ giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong tổ chức sản xuất. Ngành đặc thù bên chỗ chúng tôi là sản xuất cho nên cũng sẽ có những phát sinh đơn hàng gấp, phải chạy theo tiến độ rất là gấp gáp. Khi mà nghị quyết của Quốc hội đưa ra về việc tăng thêm cái số thời gian lao động, thời gian làm việc thêm của người lao động từ 40 đến tối đa 60 giờ trên một tháng thì cũng đã rất là tháo gỡ được những cái khó khăn trong việc tổ chức sản xuất của doanh nghiệp chúng tôi. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi sức khỏe cho người lao động, tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng không tuyển thêm lao động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn khống chế trần làm thêm giờ trong một năm là không quá 300 giờ. Đây được coi là giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh phục hồi phát triển sản xuất thích ứng với dịch Covid-19. Thời gian qua, nhiều hộ dân của huyện Yên Mỹ sau khi nhượng đất để thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp của tỉnh đã sử dụng số tiền đền bù, hỗ trợ thu hồi đất để chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. Năm 2015, với hơn 200 triệu đồng tiền đền bù và hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để phát triển công nghiệp, vợ chồng bà Vũ Thị Toan, thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ đã xây dựng 14 phòng trọ khang trang sạch sẽ. Mỗi phòng cho thuê với giá 1 triệu đồng. Cùng với thu nhập từ công việc giao hàng, trung bình một tháng, hai vợ chồng bà có thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Nguồn vốn từ tiền đền bù và hỗ trợ giải phóng mặt bằng giúp gia đình bà Toan thoát nghèo, phát triển kinh tế, có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con cái. Trồng cây thì chuột, bọ nó ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Lúc ấy làm thì chỉ cần đủ ăn thôi. Từ ngày gia đình tôi phát triển như thế này thì tôi cảm thấy là yên tâm, có nguồn thu nhập ổn định, với các em ăn học thành đạt. Cũng như bà Toan, năm 2020, gia đình bà Trương Thị Đào, thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng nhận được khoảng 200 triệu đồng từ tiền hỗ trợ và đền bù khi nhà nước thu hồi đất để phát triển công nghiệp. Phần lớn số tiền được bà Đào đầu tư cho con mua xe ô tô chở hàng, số còn lại dành để mở rộng quy mô cửa hàng tạp hóa của gia đình. Sau 2 năm, con trai bà Đào đã trở thành đại lý lớn cung cấp hàng cho các tiệm tạp hóa trong và ngoài huyện. Cửa hàng của gia đình cũng phát triển hơn, cho thu nhập từ 8 triệu đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình cũng mở thêm được một chút, mình nhập nhiều hàng hơn thì các loại mặt hàng khác lại kéo lên thì là nó cũng được lãi hơn, được suất được cao hơn, thu nhập thì nó vẫn hơn trồng lúa. Thu hồi đất để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội là xu thế tất yếu trong bối cảnh huyện Yên Mỹ đang phấn đấu trở thành huyện công nghiệp. Với sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng, sự nỗ lực của chính bản thân các hộ dân trong việc sử dụng nguồn vốn hợp lý đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề lao động, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19, thành phố Hưng Yên đã chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ ngay sau khi được phân bổ vaccine. Sau khi rà soát được trên 16.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, thành phố Hưng Yên đã giao Trung tâm Y tế chuẩn bị các điều kiện để tiêm phòng cho trẻ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thời điểm hiện tại, đã thành lập 17 địa điểm tiêm là trạm y tế các xã phường, nhân lực là cán bộ các trạm y tế. Ngoài ra, Trung tâm Y tế thành phố sẽ thành lập các đội cấp cứu để hỗ trợ các trạm y tế khi có tình huống phát sinh, đồng thời thực hiện công tác hướng dẫn kiểm tra giám sát các điểm tiêm chủng theo quy định.
Để việc triển khai tiêm phòng đạt kết quả cao, ngay sau khi có thông báo vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ sẽ về Việt Nam vào trung tuần tháng 4 này, thành phố Hưng Yên đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường khảo sát, lấy ý kiến và hướng dẫn các bậc phụ huynh hoàn thiện mẫu phiếu tiêm chủng và sẽ cập nhật danh sách trẻ lên phần mềm tiêm chủng để theo dõi quản lý trẻ. Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh tại tỉnh Hưng Yên thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn máu dự trữ với tổng số lượng gần 2.000 đơn vị máu một năm. Trước thực trạng mang tính cấp bách ấy, rất cần sự chung tay của mọi người, bởi hiến máu tình nguyện không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng. Phản ánh nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, mùng 7 tháng 4 năm 2000, mùng 7 tháng 4 năm 2022. Mặc dù mới 7 tuổi xong 4 năm nay, cháu Đặng Thị Hồng Diệp ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi định kỳ hàng tháng phải đến khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên để truyền máu. Với căn bệnh thiếu máu, tan máu bẩm sinh của Diệp, việc có nguồn máu phù hợp kịp thời có ý nghĩa tiên quyết trong quá trình điều trị bệnh. Hàng tháng cháu đi truyền máu một lần, mà nếu không có thì con em thật sự nó sẽ yếu đi. Em cảm ơn bác sĩ và cả mọi người đã kịp thời hiến máu cho con em. Trung bình mỗi tháng, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sử dụng từ 30 đến 40 đơn vị máu. Thực tế, trong quá trình cấp cứu và điều trị, thường xuyên đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện là những tình nguyện viên hiến máu cứu sống bệnh nhi. Hàng tháng, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cũng tiếp nhận rất là nhiều trường hợp các bệnh nhi vào viện với tình trạng thiếu máu nặng. Tuy nhiên là với nguồn dự trữ máu hiện nay cũng rất là khan hiếm. Vì vậy, tôi hiến máu tình nguyện gần chục lần, trong đấy đã có những lần phải hiến máu cho bệnh nhân cấp cứu trong kiếp trực. Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, thời gian qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh, các cơ quan, trường học, doanh nghiệp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi tất cả mọi người dân đủ điều kiện tham gia hiến máu, chia sẻ với người bệnh bằng cách hiến máu nhân đạo. Tôi cũng rất vui bởi vì được chia sẻ những giọt máu đào để cho những người bệnh. Sẽ hiến máu đến khi nào mà không còn đủ sức khỏe để hiến nữa thì thôi. Đợt hiến máu tôi tổ chức vào cuối tháng 3 thu hút được hơn 1.200 người đến. Đấy là một con số tương đối là thành công. Kế hoạch của năm 2022 chúng tôi cũng đặt mục tiêu là đạt 150% kế hoạch tỉnh giao. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 9 đợt hiến máu thu được 2.700 đơn vị máu. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phấn đấu năm 2022, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện đạt 1,5%, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Năm học tới, ngành giáo dục cả nước thực hiện chương trình giáo dục tổng thể 2018 ở khối lớp 10 với trọng tâm là phát triển năng lực của người học và định hướng nghề nghiệp. Thời điểm hiện tại, các trường trung học cơ sở đang tăng cường công tác giáo dục nghề nghiệp cho học sinh lớp 9. Với học lực khá, năm học tới, con trai anh Trần Văn Minh ở thôn Thanh Xá, xã Nghị Hiệp, huyện Yên Mỹ lựa chọn thi vào các trường trung học phổ thông công lập. Càng gần thời điểm đăng ký, anh Minh càng lo lắng khi không biết nên cho con đăng ký trường học nào, tổ hợp môn nào. Chúng tôi cũng rất là băn khoăn sao mà để các con chọn được các môn mà đúng nguyện vọng, đúng suy nghĩ của các con, để cho các con có niềm say mê. Các con không có niềm say mê thì các con không thể học được. Những băn khoăn lo lắng của bố con anh Minh cũng là nỗi niềm của nhiều bậc làm cha làm mẹ và các em học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10. Bởi năm học tới, thay vì phải học tất cả các môn, học sinh sẽ được lựa chọn môn học theo tổ hợp gồm 7 môn học bắt buộc, 2 môn học tự chọn và 5 môn học lựa chọn. Đối với một số môn như công nghệ tin học, mỹ thuật, âm nhạc, học sinh còn được chọn nội dung học trong mỗi môn. Có nhiều phương án để xây dựng tổ hợp môn học đòi hỏi các trường trung học cơ sở có sự tư vấn, định hướng cho học sinh. Thi vào lớp 10 ạ, nhưng cái hiện tại em vẫn chưa nắm rõ được các thông tin về việc chọn môn học ấy. Em cũng băn khoăn không biết chọn tổ hợp môn nào cho phù hợp. Và khi chọn xong thì có thể thay đổi được không? Em rất cần sự tư vấn của các thầy cô ạ. Công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 năm nay là chúng tôi trọng tâm vào việc phân hóa năng lực phẩm chất để giúp cho các em học sinh có những cái sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Sau này các em bước vào lớp 10 thì sẽ có những cái lựa chọn đúng đắn trong cái tổ hợp môn phù hợp với năng lực và phẩm chất của mình. Bên cạnh đó, các trường trung học cơ sở trên toàn tỉnh cũng tập trung phân luồng học sinh khối lớp 9 với việc tổ chức các buổi ngoại khóa, tham quan các nhà máy, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo. Nhiều trường học tập trung tuyên truyền để các em hiểu được
ngoài con đường học các trường trung học phổ thông công lập còn có lựa chọn học nghề kết hợp học văn hóa. Nhà trường định hướng cho phụ huynh học sinh là nên động viên con em mình, nếu như năng lực khả năng của con em mình mà không đỗ được vào cấp 3 công lập thì nên để các em nộp hồ sơ vào cái trường trung tâm thường xuyên và cái trường nghề, như năm vừa rồi là tăng lên hơn 20%. So với chương trình giáo dục hiện hành, việc dạy và học theo chương trình mới ở bậc trung học phổ thông sẽ trọng tâm phát triển năng lực học sinh và định hướng nghề nghiệp. Để những đổi mới đem lại hiệu quả thực tế, công tác hướng nghiệp cho học sinh bậc trung học cơ sở, đặc biệt là khối lớp 9, cần được chú trọng hơn nữa. Thực hiện thông báo số 46 ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải quyết vụ việc xây dựng nhà văn hóa xã Tứ Dân và các văn bản chỉ đạo của huyện Khói Châu, Ủy ban Nhân dân xã Tứ Dân đã điều chỉnh vị trí xây dựng nhà văn hóa xã trong khuôn viên trụ sở của xã. Vào cuối tháng 12 năm 2021, xã Tứ Dân tiến hành tháo dỡ nhà văn hóa cũ nằm trong khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để giải phóng mặt bằng thi công nhà văn hóa mới. Một số người dân trong xã đã ra cản trở đơn vị thi công và yêu cầu địa phương trả lại phần đất này vì có nguồn gốc đất đình của thôn Toàn Thắng để nhân dân xây lại đình làng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu, Ban chấp hành Đảng bộ xã Tứ Dân đã họp và ra nghị quyết giao Ủy ban Nhân dân xã thực hiện các quy trình thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Về vị trí xây dựng nhà văn hóa mới, xã đã thống nhất không xây trên nền đất cũ phía đông nam trụ sở Ủy ban Nhân dân xã mà chuyển sang xây dựng bên phía tây trong khuôn viên đất Ủy ban Nhân dân xã hiện đang quản lý. Vị trí nhà văn hóa cũ, xã sẽ không xây dựng công trình mà cải tạo thành sân và vườn hoa. Đảng ủy xã cũng thống nhất nếu nhân dân thôn Toàn Thắng đồng thuận sẽ chọn vị trí ao mới ở đầu làng quy hoạch chuyển mục đích hơn 4.000 m2 đất công phục vụ mục đích văn hóa tín ngưỡng để nhân dân xây dựng đình làng. Người dân cho thuê vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đây là thực tế đang diễn ra trên đoạn đường Nguyễn Bình, cổng chợ Bao Bì thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Ngày nào cũng vậy, từ 17 giờ đến 19 giờ, trên đoạn đường Nguyễn Bình, đoạn qua cổng chợ Bao Bì thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do các sạp hàng kinh doanh bày bán ngay trên vỉa hè. Nhiều đoạn còn chật kín, không còn lối đi. Khách mua hàng thấy tiện, đôi khi cũng chẳng cần xuống xe, thậm chí đứng ngay dưới lòng đường. Được biết, hàng ngày phường cũng cử lực lượng làm công tác ổn định trật tự, nhưng lực lượng này cũng chỉ thực hiện một phần việc nhỏ được giao, đó là không để các hộ kinh doanh lấn lòng đường. Còn trên vỉa hè, dù biết rõ là các hộ cho thuê bán hàng, nhưng cũng không đề xuất xử lý. Thì luôn luôn xảy ra tắc vào những giờ cao điểm. Tức là anh em tôi làm bảo vệ trật tự là hành lang an toàn giao thông. Vâng. Không liên quan gì đến các hộ kinh doanh. Nhiệm vụ là anh em đuổi nó không đuổi được, không phải chức năng nhiệm vụ của anh em. Đuổi mà anh em chỉ có giữ giao thông từ đây vào trong này thôi. Đấy, khoảng cách này thôi. Thuê cái nhà này là 5 triệu một tháng rồi này. Vâng. Chỗ này ngồi. Tại vì ban quản lý chợ người ta vẫn đi thu vé của những cái hộ bán đây. Vâng, anh em không đi từ cái xe bò đến đây là thứ này. Mà bao tiền là thứ? 4 triệu một tháng. Còn nhà kia còn 6 triệu một tiền. Thôi là người đi thuê. Trước thực tế trên, đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Bần Yên Nhân, cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, cũng như để tạo cảnh quan thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như ứng dụng Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7, gạch ngang HITV hay kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Trong bối cảnh hàng loạt các quốc gia phương Tây trục xuất quan chức ngoại giao của Nga để phản đối chiến dịch quân sự ở Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo Nga không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ với phương Tây.
Theo ông Dmitry Peskov, việc các quốc gia phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga là một quyết định gần như đóng sập cánh cửa quan hệ ngoại giao, nghĩa là Nga có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với các quốc gia đó. Bình luận được đưa ra sau khi các nước châu Âu đồng loạt trục xuất giới chức ngoại giao Nga những ngày gần đây. Trong đó, Italia, Tây Ban Nha, Đan Mạch trục xuất tổng cộng 70 đại diện của Nga sau khi Đức và Pháp trục xuất 75 nhà ngoại giao của Nga. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, phương Tây đã trục xuất gần 300 nhân viên ngoại giao của Moscow và con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây lại đang nóng lên sau hàng loạt các vụ thử vũ khí mới của Triều Tiên. Giới chức Mỹ thậm chí còn lo ngại khả năng Triều Tiên có thể nối lại hoạt động thử hạt nhân trong thời gian tới. Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên cho biết, mặc dù không muốn phỏng đoán quá nhiều, song không loại trừ khả năng Triều Tiên có thể phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân trong dịp lễ kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành 15 tháng 4 tới đây. Quan chức Mỹ cho biết, Triều Tiên hiện vẫn phớt lờ các đề xuất nối lại đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Chính quyền Mỹ hối thúc mạnh mẽ Triều Tiên trở lại đối thoại và khẳng định Mỹ sẵn sàng thảo luận bất cứ quan ngại nào của phía Triều Tiên. Chính phủ Nhật Bản tối 6 tháng 4 ra thông báo về việc chính thức quyết định dỡ bỏ quy định hạn chế nhập cảnh trước đó được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, từ ngày 8 tháng 4 tới đây, người nước ngoài đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Anh, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, v.v. sẽ không bị ràng buộc bởi quy định hạn chế nhập cảnh. Tuy nhiên, trên thực tế, Nhật Bản vẫn giới hạn lượng người nhập cảnh ở mức 10.000 người một ngày từ ngày 10 tháng 4, nên dự kiến trước mắt chưa thể tăng mạnh số người nước ngoài đến quốc gia này. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa qua đưa ra nhận định rằng tăng trưởng kinh tế ở khu vực châu Á duy trì mạnh mẽ trong năm 2023, trong khi hầu hết các quốc gia trong khu vực nới lỏng hạn chế ngừa COVID-19 để bước sang phục hồi sau đại dịch. Trong triển vọng hàng năm, ADB dự báo GDP trên toàn châu Á sẽ đạt 5,2% trong năm nay và 5,3% vào năm 2023, sau khi ghi nhận mức 6,9% trong năm ngoái. ADB đánh giá khả năng miễn dịch được tăng cường và các tác động sức khỏe ít nghiêm trọng hơn của biến thể Omicron đang cho phép các nền kinh tế duy trì trạng thái mở và hoạt động tốt hơn so với các đợt bùng phát trước đó. Tuy nhiên, ADB vẫn chỉ ra một số điều cần lưu ý là đại dịch chưa qua và chiến dịch quân sự Nga phát động ở Ukraine đang làm chao đảo các thị trường hàng hóa. Xin chuyển sang các tin tức khác. Tổng thống quốc gia châu Phi, Zambia, ông Hichilema, người từng là một doanh nhân giàu có trước khi đắc cử tổng thống, tuyên bố không nhận khoản tiền lương nào sau 8 tháng nhậm chức. Ông Hichilema, 59 tuổi, vừa qua xác nhận chưa nhận khoản tiền lương nào kể từ khi nhậm chức tổng thống Zambia hồi tháng 8 năm 2021. Lãnh đạo này tuyên bố không quan tâm tới lương bổng vì ông tập trung vào việc làm thế nào để cải thiện đời sống của người dân. Được biết, trước khi được bầu làm tổng thống, ông được coi là một trong những doanh nhân giàu có nhất của Zambia. Ông Hichilema từng lên tiếng phản đối tăng lương cho tổng thống và các bộ trưởng trong chính phủ. Các nhà khoa học thông báo lần đầu tiên phát hiện hạt vi nhựa nằm sâu trong phổi của con người. Theo đó, các hạt vi nhựa được tìm thấy trong 11 trên tổng số 13 mẫu thử từ mô của bệnh nhân sắp được phẫu thuật tại Anh. Những nghiên cứu trước đây cũng từng cho thấy con người có thể hít vào các hạt nhỏ khi hô hấp, cũng như có thể dung nạp chúng qua thức ăn và nước uống. Bên cạnh đó, những người lao động tiếp xúc với mức độ vi nhựa cao cũng có khả năng sinh bệnh. Phát hiện mới càng làm nổi bật thêm vấn đề ô nhiễm hạt vi nhựa đang len lỏi khắp hành tinh, khiến con người không thể tránh khỏi sự phơi nhiễm. Hồi tháng 3, các nhà nghiên cứu cũng lần đầu tiên phát hiện hạt vi nhựa trong máu của người, và các hạt này có thể di chuyển khắp cơ thể, cũng như nằm trong các bộ phận của con người. Nhằm khuyến khích người dân mua xe điện hoặc xe lai điện, chính phủ Italia ngày 6 tháng 4 vừa qua đã quyết định triển khai một gói kích thích trị giá 650 triệu euro trong vòng 3 năm tới. Theo chính sách này, những người mua xe điện hoặc xe lai điện phát thải thấp sẽ có thể được tặng thêm từ 2.000 đến 3.000 euro. Đối với những người sử dụng các dòng xe thế hệ cũ, nếu chuyển đổi sang dòng xe mới thân thiện với môi trường, thì ngoài các khoản tiền thưởng trên, họ sẽ còn được tặng thêm 2.000 euro tiền mặt. Đây là những bước đi cụ thể và được mong chờ đối với lĩnh vực ô tô, vốn đang chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19. Chính phủ Italia kỳ vọng biện pháp khuyến khích sử dụng xe điện hoặc xe lai điện trong nhiều năm sẽ giúp các công ty có thể hoạch định đường lối phát triển phù hợp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.